lại ở đây. Còn những cô dì chị gái thì tới sáng sáng tới và tối về ạ. Và hôm nay thì các chị gái nghỉ ạ, đã tặng quà và tiền hôm qua rồi. Còn đây là cái dì bạn thân của mẹ chồng em hôm nay đến thăm nè, đang chào hỏi bà ngoại. Dì này rất là vui vẻ, dễ thương và rất thích chụp hình mọi người ạ. Trái ngược lại với mẹ chồng em. Mẹ chồng em nói không thích chụp hình bởi vì là mẹ lên hình nhìn xấu lắm. Và không thích là lên đó để cho mọi người nói ra nói vào, sẽ không đem lại cái gì và không may mắn cho gia đình. Bây giờ thì cúng bái lễ nghi xong rồi thì các phụ nữ trong gia đình sẽ ngồi nói chuyện, uống nước chanh, giống như là tâm sự đầu năm mới. Đây là một cái dịp đặc biệt cho nên là mẹ với bà ngoại chụp với cô con dâu cả Việt Nam vài tấm hình. Như vậy là em Ý đã chia sẻ sơ qua về cái ngày đầu tiên của lễ hội Diwali nói chung và của gia đình em nói riêng. Còn buổi tối nay sẽ còn một cái lễ puja và bắn pháo hoa rất là rực rỡ nữa. Em Ý túm váy chơi pháo hoa như thế nào, cả nhà sẽ chờ video tiếp theo của em nha.